Vâng, chào mừng mọi người đã quay trở lại với trận đấu của David trong ngày hôm nay. Và chúng ta tiếp tục đến với trận đấu. Vẫn là cái trận mục bình luận Dota 1. Xin lỗi, là bình luận Dota 1 cùng với David. Hôm nay chúng ta đến với nhau trong trận đấu Custom Mode như thường lệ. Và thanh niên ngày hôm nay tên là Alpha. Đội map pick đầu tiên của hai team. Và chúng ta sẽ đi đến đội map pick ngay sau đây. Như vậy là team 1 đã ban đi cho mình Park cùng với Sarada. Vâng, Viper cùng với lại chế Protect. Còn team 2, ban đi Galmancer về Po, về Pu. Nói chung là Galmancer cho dễ đọc. Doom và Omiclai, Kunka cùng Tuka. Như vậy là team 2 lựa chọn ban đi rất nhiều support. Vâng, những support gọi là có số có ma trong làng Dota là anh ban hết. Còn team 1 thì ban cũng khá là nhiều support. Lựa chọn cho mình Blood cùng với Dark Zea, một chân tàu và một Tilly. Thứ hai thì có cho mình Husker cùng với lại Bất Chờ, thêm A cùng với Zuglat. Như vậy là bộ đôi support của team 2 đã có cho mình Husker cùng A, một Zuglat đi chip lane và một Nelmore đi, còn Nelmore sẽ là người đi mid. Như vậy trận đấu này Bất Chờ sẽ là người đi off lane và Bất Chờ sẽ là người đi solo. Đây là Modimit và Zuganat là người đi chip lane. Còn team 1, như vậy là Tilly có lẽ sẽ là người đi mid rồi. Và Stau sẽ là người đi solo lane cùng với lại Bất Chờ. Một trận đấu mà lại là xuất hiện Kim River. Một trận đấu này có Dark River sẽ đóng vai trò là support đi chip lane cùng với Blood và Dark Zea. Vâng, trên A có lẽ chuẩn bài dành cho ra cất dự. Vâng, phán thì có lẽ chỉ có chuẩn thôi. Tilly sẽ đi mid và sân tàu sẽ đi solo. Còn lại thì support và what the fuck kiến mua đồ này thì là carry rồi chứ không phải support. Vâng, phải chăng một trận đấu mà sân tàu mới là người đánh support trong trận đấu này? Vâng, Tilly rất nhiều người mua khiên cùng với dìu chạy ra lane. Vâng, đéo biết thằng nào đánh support trận đấu này nữa cơ. Team 2 thì ra cùng xem team 2. AA Leomor cùng với Bất Chờ đang phi xuống dưới. Còn bên trên như vậy là Zuglat. Chắc chắn là Solan đến từ Bất Chờ rồi. AA cùng với Husker sau khi ăn được cái răn bên dưới thì anh sẽ đi lên bên trên. Vâng, đang một pha một mình chống Mafia Kili. Chạy ra răn như chỗ không người. Họ hàng người đá, vâng, gọi Zosan đã hỗ trợ đám Zosan cho chúng này. Blood đi bên dưới, một pha xích không. Vâng, phít sủa để xích. Vâng, phít sủa xong rồi xích thì có lẽ là hơi khó giết. Vâng, xích lên rồi. Một pha căng skill 2 ra. Và Tilly là người ăn răn. Vâng, đang mải về đánh nhau. Xem tàu có stun và cứu được Tilly trong tình huống này. Và xin lỗi là cứu được Blood. Như vậy là không ăn được răn lại còn không giết được người. Thì một phít sủa để xích của các anh team 2 có lẽ là cũng không có lợi thế gì nhiều. Tilly nó lan đến mức cái răn rồi. Như vậy là không đi mid của Blood, solo của King River và chip lan dành cho Tilly. Vâng, đoán đéo đúng một cái lan nào luôn. Thật là kinh khủng. Mấy thành niên chia lan cứ phải gọi là cực kỳ khó đỡ. Team 2 thì có lẽ là đoán chuẩn. Vâng, Bất Chờ đi solo là mò đi mid. Và hai support sẽ là đảo hai cánh, một trên top và một trên mid. Đi solo của King River cùng với lại Zuglat. Sân tàu đánh vai trò là support. Vâng, anh đứng đang cách đi đội hình ra, không cho thằng béo bị nó xông lên. Và Tilly sẽ có nhiệm vụ đen đi và last hit, không cho Crab đẩy lên khỏi cái vị trí này. Ở mid thì 2 support vẫn đang cố có lẽ một tình huống cố lấy first của team 2. Anh đang tập trung ở mid rất đông. Dazia cũng có mặt đằng sau rồi. Vâng, đối bản Dazia mới là người chết trong tình này. Có một pha soi map, mắt được cắm trên đồi, như vậy là đuổi. Và Husker cùng với A quyết định là giết Blood. Một cái phi sùa đôi và như vậy ăn cái challenge đến skill của Blood rồi, không giết được. Trận đấu mà có vẻ như team 1, xin lỗi team 2 đang cố kéo phớt nhưng không thành công. Combo đến Tilly, vâng, có tóc luôn và anh chàng Bất Chờ sẽ là người mất phớt từ đường này.
Vâng, nằm xuống. Một pha đuổi của Centaur khá là thốn ở trong đầu game. Vâng, nó không cho mình hit never. Phải nói là ác nhưng còn tê giác. Mình thì Blood với khả năng hồi máu của mình thì phải đứng nằm cách không quá khó trong tay của Namon. Những pha jam của Oscar cùng A có lẽ nó cũng không hiệu quả cho lắm. Bây giờ quay trở lại Nan. Quay trở lại Nan để đi cái điện kiến. Kiến thì nó cũng không quan tâm lắm. Chúng mày thích cái bới hết vào đây. 1.3 anh cũng cân. Và biết rằng có tín hiệu bị thọt ngược đến từ Namon. Vâng, có vẻ với cái việc mua cái Mesel đến từ Blood và khả năng farm hồi máu đến từ Blood nó khiến cho Namor Hagat hoàn thuộc. Và xuất hiện bên trên ba thanh niên nhưng còn đang bắt được Kimiver là điều rất khó. Đối vẫn còn chết ngược trong tình huống này. Một cái tính sủa để cứu ai, tôi thì tôi con kiến vậy. 33 cành. Vâng, một pha không có chân tàu và bất chờ đang đi theo và như vậy là có lẽ cũng không giết được. Có bot tờ đến Tilly rồi, quay đầu đến từ bất chờ, máu của Tilly nó cũng không ít. Gửi máu đến từ Blood, như vậy là sẽ có tình huống băng trụ và sẽ kết thúc được cái mạng của Leon trong thời điểm này. Lượng đam khá là to. Còn Nam mò nằm xuống sau một pha đấu gầy đùi ở mid. Hai support xuất hiện thì đã quá muộn rồi. Ai à, của Oscar trận đấu này thật sự là đi jam nó không được hiệu quả cho lắm. Và bây giờ sẽ là một tình huống lấy lại mạng của Blood. Một cái phít sùa. Vâng, một cái băng của ai sẽ kết thúc cái mạng của Blood trong thời điểm này. Nằm xuống, trước khi đó thì trước khi chết thì Blood vẫn là người đã mua được đồ thành công. Từ 5 tiền trong thời điểm đấy. Bây giờ thì bất chờ vẫn đang thọt. Vâng, khá là sâu. Đấu đi về để cản Crab. Thực sự cũng không cần cản cho lắm. Nhưng mà Crab nó đẩy vào tận trụ rồi. Rất đông. Bởi vì cái pha lua rừng của Centaur nó khiến cho Crab bị chấp vâng bị tắc vờ bãi. Hai bãi Crab đẩy vào trụ. Bây giờ thì đợt AA đang đi nòng vòng. Tình huống đi cắm mắt của anh chàng A. Vâng, tóc thằng Centaur vào. Hết ngã mana rồi. Vâng, Centaur là người gặp gỡ được A. Vâng, A tưởng ra một pha lách sai, một lạng lách đánh phóng. Rất đáng tiếc. Vâng, cơ động Centaur đó là một bài rất kinh nghiệm. Chạy đi đâu được. Mặc dù là tổ lái cũng ghê đấy. Đá vì ở các kiểu để trốn nhưng không thành công. Nên đi hai con kia đi. Vâng, tuy nhiên còn Crab đảo máu không nên đi. Dota kiểu top 1 là như thế này đây. Vâng, một combo và một stun. Vâng, búp máu đi dốc ra. Và cân nhau luôn. Và như vậy là Centaur là người kết thúc cái mạng của bất chờ. Một tình huống đi vào mua đồ. Và như vậy là tìm một nó cho bất chờ về nhà mua đồ luôn thuận tiện. Mua đồ ở ngoài shop nó đắt hơn ở nhà thì cho về nhà mua cho nó chất lượng. Hai hất đến từ nhà mò. Vâng, vẫn sống đến từ Blood. Khá là cứng. Một cái tinh của Aquila dành cho Namor. Đam tay Namor đã lên đến khoảng tầm hơn 120. Xuất hiện đến từ Đắc Gia. Vâng, bây giờ sao thì cũng bị quay ở mid. Vâng, đắc giả ăn cái pixel của Busker và không còn được chạy. Và pixel của nó cũng khá là hiểm hóc. Thì hướng đó thì Blood đã đi về Jigen và bỏ lại thân dẫn support của mình. Và nằm xuống là điều dễ hiểu. Bên trên Juggernaut cùng với lại Kingiver vẫn đang cũng mà farm cách khá free. Mua tải cả sách ra đến từ Kingiver. Tỷ số là 4-2 và bây giờ đến lượt là cái Nan bot. Một cái chân hết dành cho Oscar. À, cũng đã có mặt bên dưới, một pha xích muốn tội mid. (Cười)
Vâng, thời điểm này thì Blood nó có ulti và nó sẽ nguy hiểm hơn Namor. Và trong thời điểm này thì Namor sẽ phải đứng làm cách khá là chắc cú. Lựa chọn an toàn thời điểm này nên hung trụ thì là điều dễ hiểu. Và Axel thì vẫn đang đứng núp đằng sau. Với chuyện Kingsburg có lẽ là muốn giết Kingsburg là hơi khó, nên việc bảo kê cho Blood ở mid. Vâng, tay đã xuống dưới rồi, thì một combat bên dưới là được lổ ra. Chân tàu mất lửa máu, và bây giờ sẽ là một pha quay ngược trở lại. Vâng, tóc chân tàu vào, vâng, một cái stun không. Vâng, Oscar là người stun trước. Chân tàu còn 180 mana, vẫn đủ stun cho tướng này. Vâng, Tini chọn anh chàng bất chờ, vâng, một combo chuẩn xác. Bây giờ đến lượt Oscar, vâng, chắc là tình huống nằm xuống Oscar thôi. Hết mana rồi, vâng, vẫn đủ mana, mana phải nói cực kỳ nhiều khi mà đến dày mana đến từ chàng Tini. Một tóc còn một trí vào đầu. Vâng, A là người lùi ra ngoài thành công. Như vậy là gọi ngay đại ca Zarian xuống để báo thù. Vâng, vớ vẩn thù không báo được lại còn trồng chất thiện thù mới. Xung lên đến từ Namor. Vâng, một thất. Vâng, pham crap vậy. Cấp răng của Tilly. Như vậy, pham cấp răng thành công. Namor tầm này thì đúng là một combo của Tilly là chết luôn. Không ai dám đối mặt với Tilly ở trong cái solo cả. Vâng, có mắt và như vậy là một pha fit sùa ngay chân tàu vào. Vâng, combo tiếp theo đến từ chân tàu. Chân tàu đang cố lách và một hất đến từ Namor và Daxia không chết, nhưng còn một chấm máu và bất chợt là người xuất hiện bên trên. Một pha đuổi theo Kili và Blood cũng có mặt rồi. Blood sẽ là người kết thúc cái mạng của anh chàng Namor. Ăn cái ulti thì có mặt chạy lên quận. Bên dưới bất chợt vẫn đang đuổi theo con mồi và ngoan lành của mình. Vâng, xích chuẩn thì mới chết được, còn không xích được thì là... Vâng, nhất hụt thì là ăn cám trong tình huống này. Đang né, Black Zer đang tổ lái, một tổ lái xem nào. Đang thằng cơ động này có thể bắt được không. Vẫn đang lách xài, vẫn đang đợi một thời cơ chắc ăn. Và mỗi tội là beat mẹ rồi. Không được, có vẻ như đào tạo nghiệp vụ của thanh niên bất chờ trong trận đấu này có vẻ không được chuyên nghiệp cho lắm. Một thanh niên cơ động để cho thằng kia lạng lách nó chạy mẹ mất. Vâng, một tình huống mà Blood bị dắt. Vâng, cắm luôn cái mắt bên trên để lấy sai thì có thể giết được Blood dễ hơn. Mặc dù thời điểm phải cắm cái mắt ở trên đây nó không có tí gọi là công dụng gì, mà anh vẫn phải cắm để có thể lấy sai để giết được Blood. Số là 8 ve. Runac thì vẫn bình chân như vại bên trên, vẫn nào phàm. Thiên đường của Runac, vâng, không ai động chạm gì đến. Vâng, như vậy là một tình huống tóc vào bên trong trụ và bất chợt kiểu đéo gì là để cho TD tóc vào bên trong trụ vậy. Và bây giờ tóc kiếm vừa lên. Vâng, có lẽ là đến giờ đây Chanel cũng nằm xuống. Vâng, rất nguy hiểm trong cái thế trận này. Vâng, TD một tình huống đi đua lên bên dưới và được farm. Thành ra bây giờ TD đang khá là xanh. Rất nguy hiểm. Vâng, trận đấu này thì team 2 cũng không có con gì gọi là quá trụ bò. Cứ gặp TD là một combo là về thăm tuổi thơ ngay. Tiếp tục là top thằng Blood lên. Và một pha ulti xe là ngay đến từ anh chàng Oscar. Vâng, xe lên kịp. Vâng, rất hay. Còn khoảng tầm một hit, một lúc phải thêm một hit nữa chết. Đây, của team 1 đang triển khai đi gank khá là kinh khủng. Gọi tất cả gọi là họ hàng hang hốc kéo nhau đi gank hết. Chúng ta không farm. Và dù Glass thì nó thờ ơ với lại chiến sự rồi. Vâng, farm một cách không quan tâm. Bơ đi để mà farm. Nói chung là chúng mày thích đánh nhau thế nào thì đánh. Không liên quan gì đến việc farm của Zubat với team top hết. Cái chảy máu của Blood. Một pha vào trụ rất sâu đến từ Blood. Bây giờ sẽ ăn combo đến từ Oscar. Và một trận đấu ở Oscar có lẽ tăng max thứ 2 thì phải. Anh có tăng có một điểm kích sùa thôi. Vâng, thích chờ rồi. Quay về đang đi trụ vậy. Phút 11 có cái Blink nằm trong tay của Tilly. Một Blink và một giày mana. Trận tao trận đấu này sẽ lên Vanguard. Namor vâng, tóc vào để combo cho nó chuẩn. Vâng, nếu như Blink vào trước thì có lẽ là combo Namor cũng không chết được. Vâng, tiếp tục là cái top thứ hai. Như vậy lòng xuống của anh chàng Namor quá khó chạy sau những pha tăng đến từ D.
đi. Một pha phối hợp còn hay lắm nha. Một pha combo và như vậy là Santa vẫn chết. Kiểu cái pinch của Oscar nó không cho Santa có đường chạy. Bây giờ cũng bất tử cho anh Chantilly. Vâng, có lẽ là Oscar làm số rồi. Bây giờ còn lại anh Chantilly cùng với lại bất chờ. Vâng, văng trụ, vâng, giết luôn. Vâng, trong khi đó là các thanh niên khác của team 1 vẫn đang né. Vâng, sợ nó xích. Đi đi quay trở lại. Một pha có mắt của Oscar và một pha Santa quân quơ. Vâng, vẫn chết lại đấy. Vâng, và Linh té rồi. Dây đam, một cái rin drop đến từ anh Chambulut. Mọi người vào chip. Vâng, trên top là một pha đánh nhau của Chân Tàu cùng với Juggernaut. Vâng, như vậy là Juggernaut sau những thời điểm farm yên bình bên trên thì bây giờ anh đã chết. Anh Chân Tàu theo đường kiểu đứng cover này có khi lại hay. Vâng, tăng mắc 1-2 và đánh theo đường đi ganh không phải tăng. Pha của vây của các thanh niên rất đông và nguy hiểm ở đây. Vâng, bốn tổ xích cũng không có đáp rồi. Cái Weaver đó cũng không quan tâm lắm. Và thằng kia xích như nào thì xích. Và anh vẫn farm bình thường. Và một pha chủ quan trăng. Và một pha pinch của Oscar. Thì vậy là back về kịp thời. Ngọc đỏ cũng có bao chip. Và lượng item của Weaver cũng rất nhiều. Là khá là bế tắc dành cho team 2. Số là 14 vốn. Nào mọi người vẫn tiếp tục farm. Nó lại để bắt được King River là hơi khó dành cho team 2. Không có những cái combo đột xuất và họ cũng chết ngay. Đúng như kiểu TD bắt King River là rất khó. Vâng, vừa lại tiếp tục nằm xuống của Juggernaut rồi. Trận đấu mà đang triển khai đội hành đi mắc ganh của team 1 cũng khá kinh điển. Nào, mọi người vẫn đang tìm chỗ để farm. Một cái van cua dành cho Santa và bây giờ anh đang chuẩn bị đóng cho mình cái hút vào người. Vâng, xuất hiện rất đông bên dưới. Có lẽ là một tình huống muốn mở ra con đường máu dành cho team 2 rồi. Chúng ta kéo quân xuống dưới bot. Vâng, cũng không làm gì được. Kéo xuống dưới bot thì bên trên hai thằng nó luộc mất cái trụ. Vâng, rất đau đầu trận đấu này. Đi ganh không được. Và farm thì cũng bị chết lẻ. Nói chung là một bài toán khá là khó dành team 2. Các anh đang không biết làm như thế nào. Một cái chữ giáp của công ty đến từ Dr. Thẳng vào người của Zulat. Rồi vẫn cơ để cứu. 15-4. Tỷ số phải nói là cách biệt khá lớn ở thời điểm đầu game. 15 phút, nó giả cho 15 mạng. Còn đang có tình huống quán cục đến từ các đại nhân thứ 2 rồi. Đi đâu cũng thấy một đống một lũ một lý đi với nhau. Farm kiểu gì đây? Nam bên dưới thì có lẽ không ai dám đứng. Vẫn chờ cũng đè lên. Phá mắt đến từ A. Và vâng, như vậy là một pha vòng lưng của TD cùng với lại chân tàu. Và một pha nhảy vào một combo chuẩn đôi. Một fit sword đến Oscar để cứu A thế này. Một pha fit sword rất hay. Vâng, nhưng mà Santa vẫn là người kết thúc cái mạng của chàng A. Một búp bất tử cho Tilly. Vâng, hai người đã nằm xuống của team 2. Bây giờ đến lượt anh chàng Nemo bốc búp cái ulti và ăn cái phản đam giữa Blood và chết ngập. Vâng, cũng đang là người ulti để kết thúc cái mạng của anh chàng Blood. Như vậy là 2 đổi 3, bốc 3 đổi 3 chứ không phải 2 đổi 3. Và tên này về đến tự dụng đã thành công. Và một comeback có lẽ là cân bằng nhau về mạng. Thì lúc này vẫn sống, và bây giờ Oscar sẽ là người làm lại. Vâng, nằm xuống Oscar rồi. Còn lượng giáp trừ là quá thốn. Một pha nhảy vào đẹp mắt đến từ anh chàng Tilly. Vâng, hốt được hai thanh niên. Và team 2 cũng đã trả lời bằng 3 mạng đến từ team 1. Vâng, 3 được 4 trong thời điểm này. Juggernaut đã lên cho mình được cái Yasha.
số là 18-7 và lap quốc là 23.000 và 18.000. Vâng, cách biệt thì nó cũng là hợp lý thôi. Và tiền bộ đang đi gánh quá tốt ở điểm đầu game. Mình vừa thì có lẽ sẽ lựa chọn cho mình cái đi can. Một trận đấu mà Leo không có đất để múa. Cái phản đam đến từ Blood ở phút thứ 13, 14 gì đấy khiến cho Leo Mo có lẽ là muốn múa không được. Cái coi cái đam rất cần thiết tại cho Blood. Và anh đã khó rồi. Dưới đam cùng với phản đam. Bên dưới sang một pha quay đắp xe. Và bắt và support và cử 4 thành viên xuống. Lúc vẫn chưa xong đắp xe thì sẽ có rất nhiều người chết theo. Và một pha lùi về thành công của đắp xe. Trận đấu mà đang thiếu sai rất nhiều dành cho team 2. Các anh không có sai những cái tình huống đi gank như thế này. Không có quát, không có sai. Vì sợ những việc đi gank nó trở lên rất là khó khăn. Và đứng te le luôn. Và một pha tóc trượt đến từ anh Tadini rồi. Giữa bát Grab và te le. Đó ra khoảng cách để cho Leo Mo có thể farm được bên trên. Trận đấu này thì có lẽ là Leo Mo sẽ phải đóng ngay cái BKB. Vâng, tôi nghe tiếng cạp ở đâu đó bên dưới. Như vậy là bất chờ một pha cắm lạnh tràng nào đó. Như vậy là Centaur nằm xuống. Vâng, có lẽ một tình huống đi Tox Centaur à. Vâng, nằm xuống của Centaur. Và bây giờ Tele về thành công đến từ bất chờ. Vâng, sorry. Nhưng một pha ulti đến từ anh chàng Centaur phi vào giữa. Vâng, đang có tình huống ăn cắp mạng lại đến từ team 2. Và các anh đang thỉnh thoảng du kích làm mạng. 13 đến từ tiếng vờ, là 11 đến từ anh chàng Namor. Gunak có là 14 rồi. Bất chờ là 10. Vâng, tắc ra, Wesker, level 8, level 9. Vừa lúc là 11. Vâng, tính ra level của Gunak lại là level to nhất ở cái thời điểm hiện giờ. Một cái lô tha của Tilly, và một combo, thì bất chờ vẫn chết rồi. Bất chờ khá là cứng, thì một con lửa máu nhưng combo không chết. Cái solo đến từ anh chàng đắp ra. Bây giờ là cái invi đi vào đến từ anh chàng đắp ra đứng cắt ulti. Và một combo và bây giờ đã ăn cả hai cái vô có ulti đến từ Oscar rồi. Nhưng có lẽ là mò vẫn chết. Và một pha chạy ra ngoài được. Vâng, né được cái stun đến từ anh chàng TD. Vâng, sau đó thì vẫn nằm xuống TD cũng đã chết bên trên. Bây giờ là Tele về vô con một hit cuối cùng thì Blood quay đầu. Và một pha ăn chay đến từ Blood. Hay lắm nha. Vâng, ăn chay và không muốn giết người. Gunat thì vẫn đang tranh thủ thời cơ để mà farm. Như vậy là một tình huống 1-3. Còn đáng lẽ là 1-4 đấy. Oscar là người may mắn sống một pha không tưởng. Một pha quay đầu của Blood. Manta đến từ anh chàng Dugulat. Lượng xa của team 1 đã là kiểm soát khá tốt. Các anh bắt đầu tràn lên và cắm mắt. Dây máu cùng với lại một cái van vua và thần tàu cũng khá là cứng. Anh sẽ là người bị tóc vào trong con mắt đầu tiên. Vâng, như vậy là King vừa lên đủ các kiểu ngọc gồm thập cẩm như lai đạp hóa bắn ngọc vào đây. Velom, ngọc đỏ, vâng, và linh toàn và thêm cả cái ultimate off. Nói chung là cứ cái gì có hình tròn là ta lên hết. Nam Moi vẫn đang đi tìm Sol cho mình. Trận đấu mà khá là khổ. Và team kia đã pick quá nhiều disable. Nam Moi gần như không đứng được trong combat luôn. Pha nhảy vào Tilly của thân tàu gần như là tắt điện. Và xích ngay chàng kiếm vừa ra. Và thêm cái hit sùa, thêm cái cắn. Và như vậy là chết. Và Oscar có Blink rồi. Một thời điểm nhạy cảm và hạng phút thứ 21 Oscar đã vác cái Blink ra. Và kiếm vừa không kịp trở tay trong tình huống đấy. Bên đấy Tugnat đã có Manta và đang để bóng đi đẩy nhà. Vâng, như vậy là thời điểm Kingsver phải coi chừng đã đến.
không đơn giản việc pha từ nãy giờ đâu. Bây giờ anh có thể chết lúc nào không hay, nàng sẽ cố giúp cho mình cái đi càng để có thể an toàn hơn. Một trận đấu mà bất chờ vẫn là người được farm. Vâng, nếu bất chờ là tăng 900. Vâng, lên ngọc 1002 đến trên Amor. Trận đấu mà có lẽ đang rất tù được farm nên anh phải lên cái ngọc 1002 và lựa chọn lên cho mình cái mặt băng hay là cái gậy xanh đây. Invi đến từ sân tàu. Vâng, một pha phối hợp của Oscar cùng với lại bất chờ nhưng không thành công. Vâng, trả giá bằng cái việc con trượt, đó là một pha làm xuống của bất chờ. Một thằng Fischl và thằng Six, một tội là không trúng. Như vậy là bất đi bất chờ rồi, và bất chờ cũng không thể tăng được, khả năng máu khá là yếu. Và một pha tiếp tục là top anh chàng sân tàu vàng, một combo lên người Oscar. Một cái ulti đến từ anh chàng Dũng Lăng luôn, và Oscar không kịp múa. Vậy là không cắt được công ty đến từ anh chàng Oscar. Xoay kiếm của Jonas để chạy. Vẫn đang một pha băng chú đến từ anh chàng Blood. Neamon đang EV bên ngoài. Bây giờ sẽ là một pha cắt ulti đến từ Neamon. Vâng, rất chuẩn bài, có thêm một hit nữa thôi. Vâng, như vậy búp bất tử cho sân tàu không thành công rồi. Vâng, một pha chỉ ăn được một mạng của Tilly. Bây giờ thì sân tàu vẫn đang đứng và đang búp bất tử. Và như vậy là kết thúc cái mạng của sân tàu không. Còn đằng sau Jonas vừa kết thúc cái mạng của Doctor. Bây giờ thì sân tàu đang tìm đường để chạy trốn. Có Terra lên bên trên và Terra đến từ anh chàng sân tàu. Vâng, bắt bài nhau, đối thủ đã bắt không chuẩn. Một pha còn một hit, trận đấu không chết, khá là ảo diệu. Hai mươi bốn mười hai, có cách biệt là 5k tiền. Nói chung là team hai vẫn đang đánh được, với việc dù lát nó đang vẫn múa được trong combat và đang giết được khá nhiều người. Nhà mòi sau khi cắt được cái ulti xong thì cũng nằm ở đất. Tiếp tục cho hai cái bóng vào để đẩy nhà. Rồi, như vậy là ăn được cái trụ bên dưới của Jonas. À, chúng ta chỉ có đường đi cắm mắt. Nó chỉ có giày mana rồi. Trận đấu này đã đóng được Blink cùng giày mana. Không phải là quá là khắc nghiệt trong trận đấu này. Vẫn đang farm cũng được. A player's forces are under attack. Blink đã có 3k8, thứ 25. Vừa thì có Lee Ken cho mình rồi. Vâng, chúng ta là một bộ môn mà đập kèo nó không hiếm. Chúng ta không thể nói trước bất cứ điều gì. Và đây là một trong những loại game có thể đập kèo rất là bất đắc kỳ tử. Không thể đoán biết chưa được. Đó là một bộ môn mà nó liên quan đến sự chế cối. Vâng, chế cối làm bên điện thoại. Ngày xưa ở trong cái câu nói chế cối làm bên điện thoại đó là bộ môn đế chế. Và đế chế nó ra đời trước cả chúng ta. Nên là câu nói đó dành cho những thanh niên các cao thủ bên đế chế cũng là chuẩn xác. Và sang chúng ta thì nó cũng không khác biệt cho lắm. Chế cối làm bên điện thoại. Và truyền thuyết kể rằng ngày xưa ta cũng chế cối lắm. Dạo gần đây thì bớt chế cối đi rồi. Tifu đến từ Jonas. Bây giờ đang chờ đợi một pha phục kích của ba thanh niên trong rừng. Vâng, đang định muốn làm sói để bắt cô bé quàng khăn đỏ. Vâng, ai sẽ làm cô bé quàng khăn đỏ trong thời điểm này? Đi phạm sự bất chợ sẽ là một pha invi đi vào vẫn có xe chi. Đừng ngỡ quả này ăn cặp long đến từ anh chàng bất chợ vẫn có cắn rồi. Và Oscar Fischl để cản backdoor tất cả thanh niên đằng sau và vẫn có cái thứ hai của bốn chút răng ra. Bất chợ tè đang ngay.
vẫn chết rồi, còn tượng đàm rồi mọi người vẫn chờ rất đau. Cái thử giáp đến từ kiến vương, và bây giờ thả ulti đến từ chàng Nắc Gia, và thêm một cái kiến vương có ulti đến từ chàng Oscar và nằm chỗ của Nắc Gia và ulti không, và vâng dù Nắc chạy lên cao quá rồi và cách đi đội hình cắm cọc máu và én thôi. Sẽ là những cái EV và những cái Blink lên, và dù Nắc có lẽ sẽ nằm xuống một pha top và quay trở lại và không có ulti của dù Nắc này, vậy là bỏ mạng lại. Một pha tưởng là team mình thắng và đi quay lại hóa ra team đang chết rất nhiều. 1-2 trong thời điểm này. Zadian đã có đến từ chàng Blut. Mình vừa lên cho mình cái Dragon Dancer. Nhà sâu sáp cũng đã có đến từ Dilly. Bay chủ mid. Gậy xanh đến từ Namor và đậm chất dân chơi. Trận đấu mà có lẽ Namor chỉ chơi theo đường ulti thôi. Vâng, một pha đổi mạng của theo tao cùng với bất chờ, và đằng sau thì đi cũng đã kết thúc được cái mạng của A rồi, và A cũng là người đổi mạng cùng với Tilly luôn. Trên trên thì Oscar cũng đang nằm xuống trong tay của Blut. Bây giờ sẽ một pha đứng cắt ulti đến từ Namor, mỗi tội là không có soul, và một pha vẫn hồi đầy máu đến từ Namor. Vâng, rất hay. Và bây giờ các em về đến từ trong Blut, như vậy double kill dành cho Oscar, một pha buyback và anh hút được cái mạng của Lakia nữa. Và đi ra ra giờ định tạo highlight, mỗi tội là không có ai ở đây thì nó đen đen mẹ mất rồi, không mà đứng ra giờ các kiểu là điều. Jonas thì cũng đú theo gậy xanh thôi. Vâng, nhìn thấy nào mà cầm gậy xanh có vẻ nguy hiểm, là cũng nên thử với gậy xanh chắc và xem phát nó không nguy hiểm hay không. Vẫn chờ thì có hút. À, cũng gậy xanh, cũng đú. Chân tao trận đấu này có khi là thành ra bán máu, vừa đang mua mắt rất nhiều. Sau khi đây được một cái bàn vua cũng dày máu thì không nên cái gì nữa, để tiền mua mắt. Lúc nào 16, vẫn đang farm. Lúc đắt nào 18, cũng đang farm. Nào vừa mò đâu. Nào mò là 16 và cũng đang farm lốt. Nói chung là farm ở thời điểm này. Kinh vừa là 17. Farm sâm bốc. Vâng, lấy Zugnat để làm chim mồi và đang đợi chờ các thanh niên của team 1 xuất hiện. Thế nên thì một tí P đâm thẳng đi rồi. Một pha đi bắt anh chàng Namor. Vâng, một pha cắm Chachi ra. Vâng, một cái EV và có lẽ sẽ chạy thoát từ đường này. Vâng, Chachi đâu. Vâng, tiếp tục cắm cái Chachi thứ hai. Có lẽ là với việc Namor chạy quá nhanh, một cái phít sủa Oscar để cản, và một cái ulti của Jonas khuyến mại riêng cho Chantau, nhưng Chantau nó quá cứng rồi. Vâng, không chết được. Một cái thả ulti vào giữa đến từ em, không trúng ai. Như vậy một con bác lổ ra chỉ là một pha trao đổi chiêu thức. Vâng, xong rồi chúng ta lại về, thằng nào về nhà đấy. Bây giờ sẽ là quay ngược trở lại, dù con át đã mất đi ulti, còn team 1 thì cũng chưa mất đi cái gì. Vâng, sẽ một pha xông thẳng bên trong ulti đi. Vâng, xoay kiếm để lé rồi. Vâng, những pha dốc người. Vâng, chạy và dốc. Và bây giờ là vâng top ăn cả cái mông của Chantau vào đầu. Vâng, chết là điều tất nhiên. Và Chantau sẽ người đổi mạng cho Jonas. Và đằng sau vâng một pha cắn, vâng đây sẽ là một pha băng đến từ A. Và Tilly sẽ là người nằm xuống. Vâng, vẫn chờ sẽ kết thúc cái mạng của Tilly. Tilly đang cố kéo theo anh chàng A nhưng không được. Bên trên Nắc Gia cũng nằm xuống rồi. Blut thì vẫn còn sống, nào mà cũng đang nằm xuống tay của Blut. Bây giờ còn lại Blut thôi. Vâng, ăn cái xích của anh chàng vẫn chờ. Vâng, thăng thiên, uy tiên cùng đồng đội. Vâng, một tình huống 3-4. Vâng, đứng ngớ với huy chương, vâng team 1 lại là người thua. Mặc dù là đã không còn cái công ty của Jonas. Vâng, vẫn chiến thắng như thường. Như vậy là còn lại A cùng với bất chờ sống sót. Các cây hero khác thì tái hết. Trong khi đó thì kính vừa vẫn sống.
là 32-21. Và lượng đất quốc thì là 43.000 và 41.000. Nói chung là những tình huống giao tranh từ khoảng mid game đổ về cuối game này thì có lẽ là giao tranh là cân bằng nhau, pha đổi mạng vừa ngang phao thôi. Cách biệt lượng tiền nó là không đáng kể nữa rồi. Nga mò dựng nên gậy xay của cái công ty nó cũng rất thốn. Một cái công ty vâng gấp 2 lần rồi sau đó anh chết nữa, thành ra khoảng tầm 3 là công ty. Một trận đấu mà Nga mò đang chơi trò ôm bom. Ôm bom vâng chết để lại cho team những cái lượng vốn sát thương của nó cực kỳ lớn. Một lần nữa EV đi vào và bây giờ đi săn lên chàng Jonas. 1.900 máu rồi, có lẽ là thì đi một combo không chết được. Quay đầu. A player's forces are under attack. Một lúc bây giờ sẽ lên cho mình cái BKB. Rồi với việc bùng bom đến từ anh chàng Lamor thì một lúc bắt buộc phải lên BKB. Nam nó chỉ đứng ulti thôi, nó chết hay không nó đéo cần biết. Nên là một lúc bật phản đam nên thì có lẽ là Nam chắc chắn chết rồi. Và sau khi chết thì anh sẽ ăn 3 đợt ulti đến từ Nam. Và kiểu như vậy thì có lẽ một lúc cũng năng được đất tiếp theo. Nên BKB là hợp lý. Vâng, BKB có luôn, và cần phát là có. Và lại là một pha xích chờ đến từ bất chờ. Một pha picture của Oscar để xích. Có lẽ nó không được bài bản cho lắm. Và kè xích của nó vẫn lệch. Conat thì đang mãi võ sơn đông ở trong trụ, đánh kiếm các kiểu. Rủ nhau đi đấm người đá trong thời điểm này. Như vậy là cái Yosa sẽ nằm trong tay của team 1. Vâng, các anh em team 2 thì có lẽ là không phát hiện ra trận đấu này. Có thể là phát hiện ra nhưng có lẽ không dám giao tranh. Tránh giao tranh và tìm địch ra có những lượng combo nó khủng hơn. Nhưng mà kiểu gì thì cũng phải đánh thôi, nó đã đẩy vào tận trong trụ. Vâng, Fischer Oscar, vâng Tele, vâng kéo về. Và chính là do cái kéo của bất chờ thì Oscar sẽ nằm xuống. Và phía chùa để càn crash nhưng mà rất tiếc là anh nằm xuống. Và hứa hình. Vâng, xích như vậy là xích được thanh niên đi vào trong. Và chơi trò bất chờ đứng trong hồ nước. Sau đó đứng trong trụ và kéo. Chắc lọc xuống của TD thôi. Và như vậy là trước khi chết thì có lẽ cũng đang cố kéo theo bất chờ. Và TD chắc chắn chết rồi. Và bây giờ chân tàu đã ăn cái hiệu ứng đến từ anh chàng của A. Và không chết. Và bất chờ và như vậy là một lúc là người thay thế. Và một lúc mới là người làm lại. Và mất đi hồi sinh, chú nát vẫn sống. Và thả kiếm đệ đến kính vờ. Đóng cọc báo ra, và bây giờ đến lượt anh chàng Neamor xuất trận. Và ulti đến từ Neamor, và bật ngay BKB đến từ anh chàng Blood. Và đấu tay đôi rồi. Và những pha ulti đến từ Neamor. Và vừa lại chàng tàu đã làm rồi trong tay Neamor. Như vậy BKB nó cũng là hàng xịn, vâng 10 giây, vâng chạy tiếp ra ngoài vẫn chưa hết BKB. Bây giờ là quay ngược trở lại. Và Manta ra đến từ anh chàng Blood nhưng không thể né được con kiếm đệ. Vâng lượng giáp trừ là rất thốn. Nằm xuống tiếp theo. Còn lại một mình Nam mò rồi. Và Oscar cũng đã có mặt rồi. Một pha chim mồi đến giữa Oscar, không đùa đâu. Một pha nhảy vào của, xin lỗi là một pha chim mồi của Nam mò. Và Oscar là người combo chuẩn xác. Nằm xuống của hai thanh niên. Một pha định có ý đồ giết người, giết thanh niên da đen nhưng không được. Đấy là một pha bị bóp. Đã quên không phải bị bóp mà bị lừa. Một pha lừa tình. Tưởng ngoan ăn, vừa nhìn cháy đỏ thương chín. Rất tiếc là quả này rất xanh. BKB cũng đã có đến từ Neamon. Kinh vừa cũng lên BKB. Và một trận đấu mà đang lên BKB rất nhiều. Và tiếp tục đi xăm lên chàng Neamon của Didi. Đấm một hit, combo xong đấm hit nữa. Đứng trên cổng, đấm máu của Neamon đã là 2-1 rồi. Vậy đợi xem tao xuất hiện rồi sau đó có con bò vẫn có đất luôn. Một bổ và như vậy đã cho cả cái chi cái diều của xem tao ở đầu không chết hơi phí.
Vâng, vàng quá cao, anh tự tin với cầm Lotha, rất đáng tiếc. Một cái Lotha nó không phải là quá khó chịu trong cái thời điểm này. À, đã có cho mình gậy xanh. Vâng, lượng tiền nó cân bằng nhau rồi. Vâng, 49.000 và 50.000. Số mạng thì là 36-25. Vẫn chờ với Adeland. Vâng, thì sau khi đến cái ngọc của thứ 2 thì vẫn chưa lên thêm được cái gì. Bác cả 2 tiền đến từ Zuglak. Vâng, có lẽ một trận đấu anh sẽ lên mặt băng. Có lẽ sẽ lên mặt băng chứ không phải gậy xanh đâu. Đánh thời điểm này đến phút này thì phải lên mặt băng thôi. Gậy xanh nó không còn ý nghĩa nhiều nữa. Yasha dành cho Blut. DD cũng đã đóng một cái gậy xanh mọi người. Vâng, một pha xích của Butcher, vẫn xích ngay được cái thằng khỏe nhất. Và một combo đến từ anh chàng Tini chở giữa BKB và bật lên của Leamor. Và cứ cắt ulti không. Và ulti đến dung ác và đã chưa rồi. Bây giờ sẽ là quay ngược trở lại của anh chàng Leamor và sẽ cắt ulti ở giữa. Và đợi cho hai thằng kia hết BKB đi rồi sau đó anh ta mới cắt ulti. Và cắt ulti từ rất xa, nhưng mà anh chàng một lúc đã lòng xuống tay rất cơ rồi. Không đơn giản trong việc sổ vào bên tận bên trong đến từ thanh niên. Một pha xích của Butcher khiến cho tin một bắt buộc phải sổ với trong trụ. Vâng, một pha đứng tele đến từ anh chàng Nocte, như vậy là sống sót. Một pha của trắng và mạng. Một pha xích rất là hẩm hóc đến từ bất chờ. Vâng, kéo sát tàu vào bên trong một khiến cho đội hình của team 1 bắt buộc phải kéo giãn ra một tí vào bên trong. Vâng, thành ra thua. Thắng lòng. Vâng, 3 người chết mà không ăn được một cái mạng nào của team 2. Và dù nát sau con bác này thì có lẽ nó đã có cho mình cái mặt băng rồi. Cũng cả rưỡi tiền. Đang là không đủ để cho Tilly cùng với Santa có thể focus chết ngay được một người. Và mắt tiếp tục. Đang có tín hiệu bị giật đến từ team 1. Giày bay luôn và Blink đến từ anh chàng em không? Sau một cái mát của Lai anh đã đóng được cho mình cái giày bay cùng với Blink. Và cũng cắt tiền. Phải chăng lên hai cái đồ này thì nó hơi tiêu tiền hơi nhiều. Vâng, hơi nhanh, một quả đấy phải để cho là TD nó ăn nốt hai con kia đi. Vâng, một pha nhảy vào cơ để cancel với vụ focus vào người Namor và bất BKB và bây giờ sẽ ulti. Vâng, chắc chắn là chết rồi. Vâng, chỉ có một lần ulti của cái chết của Namor thôi chứ không phải là các ulti thành công. Một pha cắt ulti chậm. Anh chạy mất 2 nhịp. Vâng, quả đấy anh đứng cắt ulti luôn đi là đẹp. Vâng, lại còn chạy 2 hit, như vậy tính của bắn chết. Vâng, xin cơ bài bách. Vâng, sau một pha chết lỗi ở mid. Bây giờ là team 1 sẽ là người phê thẳng luôn. Với nợ đam của team cũng đi đi. Thời điểm này thì nó về nhà phải lắm nhanh. Chắc chắn là Vega cái nào này rồi, không đỡ được. Jonas vẫn đang đợi, vẫn chưa quyết định lên đồ gì. Vâng, sẽ là hai lan luôn. Liệu có bỏ hai lan không? Vâng, xoay kiếm của Jonas cũng không có tay lan về. Vâng, chết lần này nữa thì có lẽ là sẽ thua luôn. Vâng, ulti không. Vâng, như vậy là quyết định là cắt ulti. Vâng, một ulti và sẽ nằm xuống của hai người. Vâng, một cái ulti của anh chàng Zulak. Vâng, bây giờ sẽ là nhảy vào Oscar. Vâng, tiếp tục là đang vần người. Hai thả ulti khá chuẩn. Vâng, anh chàng Blut. Vâng, máu của chiến đấu là được đam Blut nó quá to. Quân tử cho Blut rồi. Zulak để tiền bay bách. Vâng, một cái đi mu rơi vào đầu của Tini. Vâng, nhưng mà Tini đã kết thúc được cái mạng của A rồi. Xoay kiếm để không bị bát vào người. Vâng, lượng máu của TD cũng khá là nhiều và thì vẫn chờ được cái Kena chặn đầu nằm xuống của TD. Sau đó Lắp Gia cũng làm xuống, như vậy đáp thành công Kena này. Mất một cái buyback của Jonas và lượng tiền Jonas xuống còn có một cái còn 2k6. Trận đấu này thì cầm cái BKB trong người của Namor nó cũng không có công dụng quá nhiều. Pha đột kích của Tini cũng chặn tàu và Namor bị phong trước và anh gần chết luôn, BKB cũng chả sống được.
Nói chung là một trận đấu mà là mò chọn góc cũng hơi tù. Anh phải để cho tiền địch vào rồi sau đó anh vào thì nó mới chuẩn bài. Và liên tiếp là những tình huống này mò chết trước. Vâng, team 1 đã chết thì 3 người và đây sẽ là thời cơ để cho team 2 bên ngược trở lại. Đang đẩy lên rất cao rồi, nè mò sau khi lấy được Soul cũng đã tham gia. Thứ 2 cũng vừa lúc được bật ra. Băng thôi, 3 người đến số, như vậy là đã xuất hiện đến team 1 và lùi về. Trong kiếm của Blood, mặt băng của Jonas đã có. Và lượng tiền của Jonas khá là nhiều, và máy bắt sóng vẫn được mặt băng. Bây giờ sẽ là thời điểm đi ăn Zosan dành cho team 1, xin lỗi dành cho team 2. Mỗi tuổi đã có Zosan để mà ăn. Cầm gam dành cho Skull. Bây giờ sẽ là tình huống chủ động của team bò giòn, smoke đến từ thanh niên và bị bắt của này, còn em cần đứng ở sau. Và như vậy Jonas khuyến mạnh ngay quả ulti vào đầu của anh chàng Blood, cuộc xích Jonas về và một comeback của nó là rất thay dành cho bất chờ cùng với Jonas. Và bây giờ thì sao, BKB bật lên rất nhiều, em đã lùi về sau và một pha fissure ở Skull nhưng không cứu nổi e. Và bây giờ thì chỉ dắt lại bên trong của anh chàng Jonas, Jonas sẽ bỏ lại cái mạng của mình và không có buyback. Và Jonas sẽ nằm xuống và đếm xuống khoảng tầm 117 giây. 117 giây dành cho Jonas thời điểm này thì có lẽ là team 2 đã thua. Vâng, nhưng vừa có để trồ là bắn cho bất chờ và sấp mặt ngay. Bất chờ đang cố đi kéo nhưng mà đã cũng chắc lòng đúng rồi. Một combat lỗi, vâng tưởng chừng những combat đấy mà để cho Jonas nó múa ulti hoàn thiện thì có lẽ nó sẽ chém chết được cái chàng Blood. Vâng, đáng lòng một pha xích của bất chờ và bóp và cuối cùng. Một pha combat phải nói là không còn gì để nói. Combat quả đấy và bất chờ xích và Leamoy nhưng cũng không có ulti gì vậy. Một mình Leamoy thì bây giờ có lẽ không làm được trò chống gì. Ok rồi, rồi chiến thắng đã gần kề dành cho team 1. Còn về cuối trận thì Leamoy lại đánh không kiểu giống như kiểu ôm bom nữa. Và anh đang khá sợ chết trong combat. Vâng, nên đồ kiểu gãy xanh như thế này thì Leamoy bắt buộc phải ôm bom và các ulti xong chết cũng được. Có để lại một lượng sát thương cực kỳ lớn. Vâng, có lẽ là sẽ thua rồi. Didi là người cản và để cho các đứa khác phá nhà. Vì vừa nó bắn nhà rất nhanh, không đỡ được. Như vậy là kết thúc trận đấu và team 1 là người chiến thắng. Cũng không có điều gì phải phàn nàn trận đấu lại cái kết quả như vậy. Và tất cả mọi người đã theo dõi trận đấu và đã bình luận, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong trận đấu tiếp theo. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Mọi người like và subscribe để ủng hộ channel của mình. Và bây giờ thì bye bye, see you again.